Vì sao tiền đạo Messi bất ngờ vắng mặt ở đội tuyển Argentina? Đội tuyển Argentina hội quân chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý Messi không được triệu tập. Hôm ngày 20 tháng 1, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni đã triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với Chile. Ngày 28 tháng 1 và Colombia 2 trên 2 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đáng chú ý, trong danh sách này không có sự xuất hiện của Lionel Messi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, đội bóng áo sọc xanh trắng không triệu tập ngôi sao sáng nhất của mình để chinh chiến tại các giải đấu lớn. Nguyên nhân được đưa ra là do anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi nhiễm Covid-19. Đặc biệt, siêu sao 34 tuổi thông báo mình đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 từ hôm mùng 5 tháng 1. Tuy nhiên, hiện tại anh cảm thấy sức khỏe của mình vẫn chưa đảm bảo do bị ảnh hưởng bởi biến chứng sau khi nhiễm Covid-19. Lần gần nhất Messi ra sân thi đấu là vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, trong trận PSG hòa Lorient 1-1 tại Ligue 1. Tính đến nay, anh đã bỏ lỡ 3 trận gần nhất của đội bóng thành Paris. Thêm một lý do để ông Saloni không gọi M10 lên tuyển là do đội bóng xứ sở Tango đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự Vikika World Cup 2002, 12 khi đã có được 29 điểm sau 13 lượt. Những trận đấu còn lại chỉ mang tính chất thủ tục với tuyển Argentina nên việc mạo hiểm để chủ nhân của bảy quả bóng vàng thi đấu vào lúc này là không cần thiết. Dự kiến, cuối tuần này, nhiều khả năng Messi sẽ ra sân trận đầu tiên trong năm 2022 cho PSG khi đội chủ sân Park de Princes sẽ tiếp đón Real ở vòng 22 Ligue 1.